Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 600 học viên xuất sắc nhất của Trung tâm Anh ngữ Yola đã được vinh danh tại chương trình Yola Face quý 3 năm 2024. Là hoạt động được tổ chức thường niên, lễ vinh danh là dịp để các học viên được biểu dương vì thành tích trong học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng mềm. Đây là cơ hội để các em chia sẻ câu chuyện thành công, kết nối với bạn bè, thầy cô, từ đó mở rộng tầm nhìn và nâng cao khả năng tự học, tự khám phá. Đặc biệt, sự kiện lần này được tổ chức vào tháng 10, tháng tri ân phụ nữ Việt Nam, là dịp để các em học viên xuất sắc trao món quà ý nghĩa đến những người mẹ, người đã luôn đồng hành và ủng hộ các em trên hành trình học tập và trưởng thành. Trước khi học tại Yola, kỹ năng viết của con khá là yếu. Sau khi học tại Yola thì kỹ năng viết của con đã được cải thiện, như con sẽ thêm được nhiều vốn từ ngữ hơn, phương pháp của con cũng sẽ được cải thiện. Tại Yola, tất cả các bạn học viên được khuyến khích để phát triển bản thân, và Yola cung cấp cho các bạn môi trường để các bạn có thể phát triển nhiều kỹ năng. Nhưng yếu tố mà Yola luôn đặt đầu tiên đó là kỹ năng học thuật. Vì vậy, lễ vinh danh lấy tiêu chí là học viên đạt thành tích xuất sắc nhất của quý. Đến nay, qua chặng đường 15 năm, Yola đã đào tạo hơn 60.000 học viên với hơn 10.000 học sinh đi du học thành công. Tổng giá trị học bổng mà các học viên đạt được hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Các chương trình của Yola luôn chú trọng đến việc khơi dậy sự tự tin, sáng tạo, tinh thần tự học và khả năng hội nhập quốc tế của học viên.